Vâng, xin chào chị. Như hôm nay thì chúng tôi vừa hoàn thành xong một cái chiếc nhẫn cho một anh khách hàng ở bên Liên bang Nga. Thì cái chiếc nhẫn này nó rất là đặc biệt, sản phẩm đến từ quê hương Việt Nam. Và cụ thể đó là viên sapphire vàng của Lục Yên. Viên sapphire vàng thì thường chúng ta sẽ thấy là của Phan Thiết hoặc là của Sri Lanka hoặc của nước ngoài. Nhưng mà cái viên đá này rất là độc. Cái viên đá sapphire vàng này rất là độc đáo, rất là hiếm mà chúng tôi săn được trong cái đợt đầu năm nay. Chúng tôi săn được cái viên đá sapphire vàng của Lục Yên. Thì từ trước đến giờ thì chúng ta chưa bao giờ gặp cái dòng đá sapphire vàng mà có tại Lục Yên. Nhưng chúng tôi thì săn được một viên này cũng rất là hữu duyên và rất là may mắn thì săn được cái viên đá này. Tự nhiên nguyên bản 100%. Cái màu vàng của hàng tự nhiên này thì nó sẽ là màu vàng nhạt thôi. Nhưng mà nó có ánh đồng, tức là cái đặc trưng hàng đồng, màu sắc đồng của Lục Yên mình, sapphire là nó là cái màu đặc trưng của cái màu Lục Yên, rất là đẹp. Tuy là vàng nhạt nhưng mà cái sắc của nó thì là vàng đậm, tức là cái ánh khi mà chúng ta nhìn trực tiếp ở ngoài thì nó có phản lên một cái màu vàng gold, nó là màu vàng rất là đẹp. Nói chung là nó khá là khó diễn tả, nhưng mà khi chúng ta nhìn trực tiếp thì nhìn cái viên đá thì nó không phải là vàng, không phải là vàng lắm, nhưng mà khi mà nhìn các cái sắc này, cái lửa nó chiếu lên thì lại là màu vàng. Đấy, nó rất là hay ở đấy, nó vẫn còn nguyên bản cháo sứ của hàng Lục Yên. Và viên đá này thì có trọng lượng 3,7 CT, được cắt hình cushion. Nó được cắt cái khối này cũng rất là đẹp, đủ đáy tiêu chuẩn, lành sạch. Và cái đặc biệt của cái viên đá này là hàng Lục Yên nhé. Sau khi vàng Lục Yên là chúng ta chưa bao giờ nghe thấy. Và chúng tôi săn được viên đá này nó thực sự là rất là độc lạ và rất là hiếm. Anh chị chơi sưu tầm săn được cái viên đá này thì thực sự là nó rất là mang một cái ý nghĩa, không chỉ là về giá trị thương mại mà nó là mang ý nghĩa về sưu tầm. Và chúng ta nói về mỏ đá Lục Yên ấy, thì chúng ta có xanh lam này, màu hồng này, là hai cái màu chủ đạo của sapphire. Nhưng mà cái màu vàng thì trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy. Có cái màu vàng tự nhiên rất là hay như này, nó có màu sữa nữa, màu các cái mây nó hơi sữa sữa nên nhìn rất là đẹp. Nó có cái sắc vàng cực kỳ là đẹp. Và được lên một chiếc nhẫn anh Phạm Luật là sinh sống tại Nga, thì anh ấy đặt chúng tôi làm một cái mẫu rất là đơn giản như này thôi. Tức là viền hai bên đai này cũng được làm nhám, làm xước để cho nó không bóng quá, làm sao mà để cho nổi bật cái viên đá nhất, cũng như là cái phần bên dưới xung quanh là anh không làm chấu, mà sẽ được chấu sẽ làm được tạo bởi hai bên đai này ôm lấy viên đá, sẽ đảm bảo sự chắc chắn. Vàng làm cho chiếc nhẫn này thì được làm bằng vàng trắng 14K, và trọng lượng vàng cho cái chiếc nhẫn này là 1,65 chỉ. Ra cái mẫu nhẫn này thì cái phần vàng nó sẽ rất là nhẹ thôi, vì là nó đơn giản, nó gọn. Và khi lên tay thì chúng ta nhìn này, nó rất đẹp, rất là sang. Mà cũng là một cái mẫu rất là độc đáo. Đây cũng là một cái mẫu rất là mới, độc đáo, và nó tôn lên được cái vẻ đẹp của viên đá, cái viên đá chủ. Tổng trị giá cho cái chiếc nhẫn này thì viên đá chủ có trị giá là hơn 60 triệu cộng với tiền vàng. Tiền vàng này khoảng hơn 10 triệu nữa, thì tổng cho cái chiếc nhẫn này là hơn 70 triệu. Là một cái chiếc nhẫn độc bản và độc nhất, duy nhất. Để mà săn được viên đá sapphire vàng nữa như này thì khá là khó anh chị nhé. Ở Lục Yên, còn tôi chưa nói đến Sri Lanka. Sri Lanka cũng đã là khó rồi. Hàng không nhiệt nhé thì rất khó. Nhưng mà cái là không biết. Nhưng mà xuất xứ của Lục Yên thì càng khó hơn. Đấy. Phải nhấn mạnh với anh chị rằng là đá sapphire vàng ở Lục Yên là trước giờ là chưa thấy có. Và đây là một viên đá mà chúng tôi săn được trong cái đợt đầu năm này. Nó rất là đẹp. Và nó đẹp nhất, cái giá trị nhất mà chúng tôi thấy nó là có cái sắc đồng. Cái sắc đồng ở viên đá này khi nó lấp lánh, nó chiếu, nó phản, nó dội lại chúng ta một cái sắc đồng rất là độc đáo. Cái sắc đồng này nó sẽ có rất là nhiều màu sắc của cái màu vàng, chứ không phải đơn thuần là một màu vàng anh chị nhé. Chúng tôi nhìn trực tiếp thì chúng tôi có thể tả qua như thế cho anh chị chúng ta hình dung, tức là cái sắc đồng thì nó sẽ có cái giác thì nó sẽ là màu vàng đồng, lúc có cái giác thì màu vàng chanh, giác thì vàng vàng. Đấy, nó rất hay,
nó rất rất là cuốn hút ở cái chỗ như vậy. Và với mức giá như này thì cũng rất là phù hợp và để anh em cùng chơi và sở hữu. Đây là một cái sản phẩm rất là độc đáo đến từ Lục Yên, Yên Bái, Việt Nam. Và phần hồ sơ của chứng nhận thì bao gồm những cái giấy tờ như sau. Và chúng tôi có kiểm định đầy đủ để đảm bảo tự nhiên nguyên bản cho cái viên đá này. Và viên đá này chúng tôi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của Lục Yên, Việt Nam. Cái viên đá này thì sẽ có một số các cái hiệu ứng rất là đặc biệt khi chúng ta soi dưới đèn UV. Nó sẽ có phản ứng với đèn UV, nó sẽ chuyển sang màu màu vàng đậm mà hơi đỏ một chút. Còn những viên đá mà đã qua nhiệt thì nó sẽ không có hiệu ứng đấy. Tiếp theo đó là cái giấy bảo hành, phiếu bảo hành để đảm bảo bảo hành về màu sắc cũng như là chất lượng trọn đời cho cái viên đá của anh Luật sinh sống ở Nga. Tiếp theo đó là một cái chiếc hóa đơn của chúng tôi có đầy đủ các thông số và thông tin. Và tiếp đó nữa là một bộ hộp gồm như này đấy, hộp luxury và một chiếc túi nữa để đựng tất cả những cái này vào. Sau đây thì tôi sẽ tiến hành gửi sang bên Nga cho anh sinh sống ở bên Nga cũng 10-20 năm rồi, nên là bây giờ đây cũng là một cái món quà của quê hương gửi sang cho anh. Mong rằng anh sẽ rất yêu thích cái chiếc nhẫn này và xin cảm ơn anh rất là nhiều.